đây tao nhắn tao tán giùm cho. Thế là anh này tán giùm xong anh quen giùm luôn. Dạ. Hết cái câu chuyện đó là bạn em biết không? Dạ biết. Hết tay trên đó. Giống như tàu hủ mà hết. Dạ biết. Rồi bây giờ hai đứa có còn chơi thân không? Dạ cũng còn. Dạ bạn bè chơi mấy chục năm rồi mà. Dạ. Được 3 ngày là em nhớ cái nồi mình mới lớn á, mình bắt hai đầu tương tư á chị. Thế là mình trên lớp mình đâu có tập trung học, thế là cứ dở hình ảnh ra nhìn, mình chụp lén ảnh để mình nhìn á. Thì em mới có gọi chồng em, anh ơi cứu em chứ mẹ bắt em rồi. Thế là cái chồng em mới chạy xe tới, đằng tới xe rồi chồng em mới núp sau cánh tường á. Cái em kêu là sao anh không ra, nhát quá vậy, sao anh không ra chặn xe lại cho em. Không được không được em ơi, là anh cứ đang khóc khe vậy, anh khóc miết vậy mà không chịu ra chặn xe. Mẹ em với anh em là phối hợp với công an phường vô kiểm tra khách sạn, đưa hình em ra công an. Thế là em nhận chạy vừa ra là ba bốn người quay lại chụp em rồi. Thế là dẫn về phường cái em xỉu, cái xong cái anh ẩm đi bệnh viện. Em là tên là Hà Mẫn Được, sinh năm 90. Dạ. Công việc của em là gì? Được. Dạ, em công việc của em hiện tại là làm tạo mẫu tóc ạ. Em là salon tóc ở thành phố Con Tum. Dạ, em xin phép em được chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Trang, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn là làm việc ở Con Tum hả? Dạ. Dạ. Là từ Con Tum xuống đây hả? Dạ. Ồ, là mới xuống ngày dạ, sáng mới nay. Xuống này. À. Mới xuống sáng nay luôn. Dạ. Trời ơi, hân hạnh quá. Trước tiên là xin thay mặt chương trình là cảm ơn hai vợ chồng em đã coi như lặn lội từ ở Con Tum về Sài Gòn để mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn. Bây giờ hai bạn kể cho anh nghe hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và không biết được ấn tượng về cô gái này đó là điều gì? Em ấn tượng về vợ em là điều vậy là cũng như một người con gái nói giọng dạng giống như đàn ông mà mộc mạc ấy. Mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Em thời đó học sinh, mới học lớp 11 thôi, thì em có đi xe thời mà có đi xe máy điện á chị. Thế là em có gửi xe gần trường, thì cái chỗ em gửi lại là cái anh đó lại là anh quen biết với chồng em, nhưng á lại là giới thiệu em lấy số điện thoại em cho bạn thân của chồng em. Xong rồi bạn thân của chồng em mới nhắn tin em, nhưng mà tại vì anh đó nhắn tin cũng hơi cọc cằn nên em không có trả lời. Xong rồi anh ấy bảo kêu trời ơi mày dở quá, thôi đưa đây, đưa đây tao nhắn tao tán giùm cho. Thế là anh này tán giùm xong anh quen giùm luôn. Chà. Hết cái câu chuyện đó là bạn em biết không? Dạ biết. Hết tay trên đó. Giống như tàu hủ mà hết. Dạ biết. Rồi bây giờ hai đứa có còn chơi thân không? Dạ cũng còn. Dạ anh bạn bè chơi mấy chục năm rồi mà. Dạ. Rồi lúc mà lần đầu tiên em gặp chồng em thì em có ấn tượng gì? Em có thích liền không? Ban đầu là gặp anh đẹp trai lắm, là em gặp đẹp trai là em đã thích rồi, cộng thêm nhẹ nhàng nữa. Thế là em thích luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em đã có thích ai chưa? Dạ rồi nè, có bồ đúng rồi. Có bồ rồi. Lúc em có biết bạn này có người yêu không? Dạ không, chưa được 3 ngày là em nhớ cái nồi mình mới lớn á, mình bắt hai đầu tương tư á chị. Thế là mình trên lớp mình đâu có tập trung học, thế là cứ dở hình ảnh ra nhìn, mình chụp lén ảnh để mình nhìn á. Trời ơi. Cái bạn ngồi gần bàn em mới bảo là ơi ấy mày nhìn hình ai vậy? Em kêu là hình bồ tao. Thế đưa cho coi cái anh kêu chết rồi, đây có bạn gái rồi, bạn gái học bên lớp C2 á. Em kêu thật hả, xong rồi bắt đầu là tự nhiên em rung hết rồi. Thế là em vẫn học, xong tới tối á, em về em mới nhắn anh ơi, sao anh có người yêu mà anh nói dối em? Thì anh này không trả lời. Chưa được 5 phút sau là bạn gái này gọi điện cho em rồi. Rồi nói cái gì? Nói là em là ai mà tại sao quen bạn trai của chị? Cái mình kêu mình xin lỗi, mình không biết. Thế là bạn nó cúp máy xong rồi mới bắt anh chồng em là phải gọi điện cho em nói lời chia tay. Anh chồng em cũng gọi luôn, gọi ngay lúc đó luôn. Xong vừa em vừa nhắc máy alo, anh kêu mình chia tay nha, anh có mấy cái rụp. Trời đất ơi. Em chưa kịp ok luôn. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà bồ của em lại biết rằng là em cua cô này? Dạ thì em nói. Ai nói? Em nói luôn. Dạ. Rồi sau đó em là người gọi điện thoại. Dạ. Chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, rồi lúc mà em nói chuyện với bạn này là mình chia tay nhau rồi, sau đó cái cảm giác của em như thế nào? Thì thấy mình cũng tội lỗi vậy. Tội lỗi được bao nhiêu lâu? Dạ, cũng ai nấy, cũng thời gian lâu. Dạ. Thời gian lâu. Dạ. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Thời đó em đi thi đại học vào tháng 7 của năm 2011 á, là em vào Sài Gòn thì vô tình á, thì ảnh em ký có một số điện thoại lạ cứ nhắn cho em sáng, nhắn chúc em buổi sáng vui vẻ, trưa nhắn em thi sao rồi, rồi tối chúc em ngủ ngon. Mẹ em hỏi là anh là ai sao không trả lời, anh bảo là anh không nói tên được, em cứ nói chuyện với anh bình thường đi. Cái em cũng nói chuyện anh được một thời gian á, xong khi mà em thi xong em về quê á, thì em mới nói là bây giờ anh nói tên thì em tiếp tục nói chuyện với anh, tại vì mình nói chuyện hàng ngày mà không biết anh là ai thì nó cũng hơi khó. Anh kêu bây giờ em hứa với anh một điều, nếu như mà anh nói tên á em không được cắt liên lạc với anh. Thế là anh nói tên anh Tám nè, anh nhà tên Tám á, cái em mới định tắt rồi. Mà nghĩ mình hứa rồi vậy thôi anh nói tiếp đi. Anh tiếp cận em là có mục đích gì, vấn đề gì? Anh kêu không có gì hết. Xong rồi anh cũng nói chuyện với em khoảng được một tháng sau á, anh mới nhắn em một tin là em ơi, cho anh bù đắp lại em tất cả những gì anh đã tổn thương em lúc trước. Vậy đó. Rồi coi như là từ lúc đó là coi như là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Quen nhau đúng không? Rồi sau đó thì là cái mối tình của các bạn có được gia đình phản trơn tru không? Có được gia đình có chấp nhận không? Dạ, cái thời gian đó em quen với chồng em được một năm. Thì về hôm đó là về quê chơi,
Thế là cái anh em mới thấy cái màn hình điện thoại em có hình, để hình nền này nè. Anh em mới bảo là bé có người yêu hả? Em kêu đâu có. Sao để hình nền? Em kêu không phải đâu bạn em. Bạn đâu để hình nền? Cái anh em mới đi mét mẹ em. Cái mẹ em mới nói em cho thôi bây giờ dắt nó về đây mẹ xem như thế nào. Em dắt về cái mẹ kêu thằng này nó cũng hiền, cho chồng về lễ phép lắm. Thì lúc mà chắc về là chồng em là nhuộm tóc màu vàng nha. Rồi xong rồi chồng em là có xăm cái tay cho tay nữa. Thế là em phải dắt đi nhuộm lại màu nâu, xong mua cái đồng hồ đắp vô đây nữa. Xong rồi em chuẩn bị quà cáp hết, em nói anh cứ đi về vậy đi. Cái xong cái về cái ban đầu mẹ em nhìn là thiện cảm, chồng em rất là lịch sự. Nhưng mà sau một thời gian á, chồng mẹ em tìm hiểu thì anh này anh quậy phá, không đi học mà lì nữa, mẹ em không chịu. Thế là mẹ em bắt đầu ngăn cản, mẹ em nói là bây giờ là chia tay, con không thể quen được. Thế là mẹ em kêu bây giờ mẹ em bàn với gì của em làm ở trong phòng mà em không hiểu. Em nhớ là em đang ngồi bấm điện thoại, cái mẹ em kêu đi đi cái gì cầm em một cái, em mẹ em cầm em một bên kéo lên taxi luôn. Em tưởng giả em đi đâu, thế là bỏ lên thẳng xe khách luôn, cho em vô thẳng Sài Gòn luôn. Thì em mới có gọi chồng em, anh ơi cứu em chứ mẹ bắt em rồi. Thế là cái chồng em mới chạy xe tới, gần tới xe rồi chồng em mới núp sau cánh tường á. Cái em kêu là sao anh không ra, anh nhát quá vậy, sao anh không ra chặn xe lại cho em. Không được không được em ơi, là anh cứ đắng khóc khe vậy, anh khóc miết vậy mà không chịu ra chặn xe. Cái xong cái tới Sài Gòn xong cái vô ở trong nhà anh em á. Thế là mẹ em cũng mệt quá rồi, nhà em mệt rồi, em canh ngủ, em canh mẹ em ngủ, canh gì em ngủ, canh em ngủ rồi em đi chân không, em đi nhẹ 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 em leo cái tường cũng phải 2 mét mấy. Em leo xong em nhảy xuống cái mương. Hồi đó mình cứ nghĩ là tình yêu mãnh liệt chứ mình không nghĩ tới tình cảm ba mẹ dành cho mình. Mình cũng không suy nghĩ gì hết. Cái em đi mà mình nghĩ là đi trên đường là anh mình sẽ thấy nè. Mình đi dưới gầm cầu, thế là em bò gầm cầu xong rồi em ngồi xuống gầm cầu em khóc. Thì vô tình có cái anh đó là ảnh làm cầu đường ở dưới đó. Ảnh kêu chị bị sao vậy? Kêu là anh ơi anh giúp em với, em có chuyện rồi, anh cho em mượn điện thoại em gọi một cuộc thôi. Thế là cái ảnh mới cho em mượn điện thoại, tại vì điện thoại em ba mẹ em thu hết rồi. Xong cái cho em mượn điện thoại em gọi điện, anh ơi em trốn được rồi, em trốn được rồi, bây giờ em phải làm sao tiếp nữa. Thằng em mới kêu bây giờ em có lên taxi, em bắt tới cái địa chỉ khách sạn đó rồi mọi chuyện để anh tính. Thế là em mới nhờ cái anh cầu, bởi vì anh giúp em thêm nữa, anh chở em làm sao mà không đi đường cầu mà đi cái đường ở dưới để qua được cái phía bên kia bắt taxi, chứ lên cầu là anh em tìm ra liền. Cái anh chở đi cái đường ruộng, đường gì mương á, anh chở đi qua xong lên bắt taxi tới khách sạn. Em mới nói anh là bây giờ cái em mượn điện thoại trong khách sạn đó, bây giờ anh không được nhắn địa chỉ em ở, cũng không được nói cho mẹ biết. Anh kêu anh biết rồi. Thế là chồng em lên xe đi vô Sài Gòn. Thì chồng em khổ nỗi là ảnh lo cho mẹ em á, là nhớ em hoặc là vấn đề lo lắng em bị cái gì, ảnh mới nhắn tin cho mẹ em, cô ơi con tìm được bé rồi. Có gì sáng mai con dắt bé về cho cô. Thì mẹ em lại nghe thế, mẹ em thấy là cái canh ở bến xe. Chồng em vừa tới cái mẹ em theo tới khách sạn luôn. Mà theo tới khách sạn là mẹ em không vô liền. Thế là mẹ em với anh em là phối hợp với công an phường vô kiểm tra khách sạn, đưa hình em ra công an. Thế là cái em với chồng em, anh ơi đi anh, nắm tay vừa bước ra khỏi cửa là hai anh công an mặc đồ công an là đứng ngay chỗ thang máy rồi. Em cứ đi thang bộ mà anh không nhận ra được em, tại vì trong hình nó khác, ở ngoài nó khác. Thế là em ảnh chạy vừa ra là 3-4 người quay lại chụp em rồi. Thế là dẫn về phường cái em xỉu. Cái xong cái anh ẩm đi bệnh viện. Cuối cùng mẹ em cũng hết cách, mẹ em kêu thôi đi giờ đi về. Đi về khách sạn rồi nói chuyện lại. Thế là đi về khách sạn. Trời ơi, một câu chuyện lâm ly bi đá. Rồi sau cái vụ đó là hai bạn là không có còn gì ngăn cách nữa đúng không? Xong một thời gian là mẹ cũng biết là hai đứa quen nhau là lâu nay không có chia tay. Với lại công việc anh cũng ổn định rồi, em cũng ổn định. Thế là mẹ kêu quen thời gian lâu quá thôi cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm rồi và vẫn đang rất là hạnh phúc đúng không? Mẹ em là anh em là người ngăn cản cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mà sau khi cưới nhau về, chính mẹ em và anh em là người vun đắp cái cuộc hôn nhân này. Có nghĩa là tạo tất cả mọi điều kiện cho hai đứa em bên nhau làm ăn, phụ hay chồng làm ăn hết tất cả mọi thứ. Thì mẹ là, quá thì rồi. Cái vấn đề ở đây á, thì tại vì tại chị muốn hỏi như vậy á, để cho trên cái sóng truyền hình này á, là nếu mẹ với anh mà có xem á, thì để mẹ với anh yên tâm là tụi em hiện giờ đang rất là hạnh phúc. Trước cái sóng như vậy nè, em hứa một lời cho mẹ với anh yên tâm là em cảm sẽ bảo bọc cu mang vợ của em, lo cho vợ em tốt nhất có thể. Mọi mẹ với anh cứ yên tâm. Dạ, cũng về cái chương trình này con cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ với anh hai là để tạo điều kiện mà giúp tụi con là đến với nhau. Con xin hứa với mẹ với anh hai là con sẽ vun đắp cái tình yêu, cái ngôi nhà nhỏ gia đình hạnh phúc của con là càng ngày càng hạnh phúc, để mẹ với anh hai là không có lo cho con mình, em mình và cháu mình nữa. Dạ, cảm ơn. Bây giờ là coi như là mọi chuyện nó không còn gì gọi là khó khăn nữa đối với các bạn, đúng chưa? Dạ. Trong 2 năm đó ở với nhau, anh ấy có tật xấu gì lòi ra không? Tật xấu của anh nhiều lắm. Em với ảnh là ở với nhau trước khi cưới gần 8 năm. Ảnh chiều em cực kỳ luôn. Khi mà em đang ngủ với cậu em nói anh ơi nước
là anh có say ngủ cái này anh giật mình chạy xuống lầu đó nói với em liền. Nhưng mà khi cưới về mới có một ngày thôi là chiều hôm đó cưới buổi chiều, sáng ngày mai buổi trưa em vẫn nhớ miết rót cho anh miếng nước coi. Em quay lại em giật mình, em nói anh nhờ em hả, chứ ai nữa. Có nghĩa là em đang hoang mang rằng là hồi giờ anh chưa bao giờ trai em như vậy. Là thấy lúc đó mạnh lắm, ảnh mạnh lắm, còn bình thường quen em là yếu xìu. Em cũng đứng dậy đi rót, nhưng mà em nghĩ một tí là tối giờ mình chết thân. Tại vì bây giờ hiện tại cũng đang có anh chị ảnh ngồi đó. Sao em rót ra nước cái sao anh kêu dọn cơm em ơi. Ủa, em lớp keo 180 độ luôn. Chưa được một ngày nữa. Lúc đó là bên nhà chồng đúng không? Dạ là lúc bên nhà chồng đó. Hình như nhiều khi cũng đang thể hiện hay sao. Rồi cái này là cái tiếng à. Cái tiếng Sài Gòn kêu bằng giật le đó. Dạ. Bây giờ phản kèo lại luôn. Dạ. Rồi cái gì nữa nè? Ngày xưa là làm xiên cái gì cũng làm, nhà cửa quần áo làm hết, bây giờ làm biến. Trời ơi cái nhà hơi dơ rồi đó nha, lo dọn đi, nói em vậy đó. Em quay lại liền, em kêu bây giờ hả, bây giờ anh giặt đồ đi, em quét nhà, em với anh bằng đẳng mà. Thế là anh kêu, vậy thôi để anh quét em giặt đồ đi. Rồi bây giờ tới được nè, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ là xấu nhiều, nói nhiều á, dạng như là nhai á, nhai một cái chuyện. Nhai lại đúng không? Dạ, nhiều khi là nhai em ngủ luôn. Dạ, đang nói em ngủ luôn, không biết chặt cho dài nhai tiếp. Mà biết nhiều khi không nhai thì cũng... không chịu được á, quen. Rồi tiếp theo là tật xấu gì nữa? Em bây giờ đang làm cái công việc là làm tóc, dạ, đúng chưa? Nhân viên cũng nhiều nè, dạ. Nam nữ đều có, dạ, đúng. Khách nữ cũng có. Bây giờ dạ. Cô ấy có ghen không? Giờ em là chùm ghen luôn. Chùm ghen luôn? Dạ. Thì giờ em làm tóc cho khách là khen à, tóc em để kiểu này đẹp đẹp thì là mình tư vấn khách họ làm xong dễ thương. Cứ tới sao khen dễ thương hoài vậy? Dạ. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ, hơi đắt luôn á. Dạ. Rồi nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì cũng không quá mong muốn vợ mình thay đổi gì hết. Dạ, vì là mình hai chồng đã cưới nhau, ở nhau 10 năm thì cái gì cũng hiểu nhau biết hết rồi. Em chỉ mong là ơn trên phù hộ để cho hai chồng em rồi cũng như sức khỏe rồi để lo vun đắp cái ngôi nhà nhỏ của tụi em vậy thôi. Mình không có... Dạ, em chỉ muốn cho chồng thay đổi một điều rằng là bản thân con người mình nó, cái sức mạnh nó vô biên lắm. Có nghĩa là mình có thể làm được tất cả mọi việc. Mình đừng có tự ti bản thân là mình không làm được. Tại vì chồng em là có cái bệnh là chưa làm là nghĩ là không làm được rồi. Là có với cái bệnh lười thôi, còn lại là được hết á. Có một cái việc mà vợ em nói á, về cái vấn đề mà cái sự tự tin của em á, là em phải phát huy. Cái vẻ ngoài của em, cái nhân dáng của em cũng giống như là cái tố chất của em á, rất là hợp với cái ngành nghề mà em đang theo đuổi. Thì chị nghĩ là em sẽ thành công. Mà thành em đừng có ngại. Vợ em mong muốn cái điều đó là quá chính xác luôn. Cho nên là chị chúc em á, là em từ sau đây, sau cái chương trình này bước ra á, là em nhớ là em trong đầu em lúc nào cũng phải nghĩ một cái câu là làm là em sẽ làm được, khẳng định là em sẽ làm được luôn. Em cảm ơn chị. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc, tươi cười, thanh xuân mãi như thế này. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai đứa. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán online. Bán online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm dạ, hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm, mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp. Ồ, cho đời đẹp không? Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng... Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó, bởi vì hỏi vậy để chị dần nói đó. Ok, mà em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc. Dạ, em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ, em làm ở trên trên TikTok, rồi ở trên Facebook. Trên Facebook, rồi trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ, là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với cái áo lót áo thun á. Và áo thun. Áo thun. Thì em thấy tướng mập mập mạp. Là tròn trịa với đi cái đôi giày đốc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ búp búp mà xinh gái.
Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em ông sao? Em mới là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắc à. Nhóm nhắc rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta? Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi. Trời, mắt mới em mặc sọt chi làm cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ, đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường, đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Bữa đó. Không, không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không, xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng búp. Dạ. Là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi chơi. Đi chơi hát karaoke, hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì à. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá, nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui, dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ? Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh chạy xuống quận 9, tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về, cái này anh giận cái anh chạy về chưa lại gì mà cũng giận luôn vậy ấy, là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ, xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi, thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này rồi. Mà lúc đó nha, máu đi xong không, đúng không? Dạ, máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á, lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may, không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ, vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình con nhện hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc khi phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài đèn trên hàng rào có con nhện. Cái sức mạnh mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực ngang. Chắc té xỉu luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đang phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại, Cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi. Nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ.
mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sao phải may một giờ còn một cái hẹo dài của này. Thấy nhọn nhạt mình thấy cái gân ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Trời lúc đó cũng trời ơi ổng mặt ổng tái mặt tái mét luôn. Đúng rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhom ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa mà, có 50 kg à. Mà đã vậy máu nó còn mà máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu vậy. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc em thương. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Dạ. Lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy nhưng mà nó nghe nè. Đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Về lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, đêm cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Dạ, 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén mà đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Dũng? Thì lúc đó cho Hải được ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng hai người. Nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng chính xác, em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết. Nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Là chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Có như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho cái lộ bị lộ biết hết rồi. Dạ. Thì em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngay được đúng không? Không ngủ ngay, không ngủ. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho, trời ơi nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em thì bảo vệ em xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy? Bất ngờ. Bất ngờ lúc đó mình. Mấy cô ấy chủ động. Bữa này sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói
Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng tủ động đòi, nhưng mà tại thấy đòi, em nằm im, còn bình thường đòi là em nấu cho, em hất ra liền, bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm cũng tay ma tay máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Bất ngờ sau cái bữa, sau cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không, sau bữa đó vô thấy mà nằm im re liền, nằm re liền đó là dính luôn chưa sao giờ. Dạ dạ, sau đó bao lâu mới cưới? Bữa nó xong rồi có sự cố xảy ra thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. Tháng sau là có bầu. Có bầu. Đêm nào cũng là cây thành trái chạm đúng không? Ừ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai bị khác nó vô nốt. Không như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cày, cày liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng tùng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết không đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau, xác định rồi nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa? Ba đứa rồi. Yeah. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ. Ngon rồi. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em nhưng thấy mà, có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm. Và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà. Con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An Nhiên đó, là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn, dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay em đang có dẫn bạn theo không? Dạ không. Ờ, có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cần quá, cần. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài. Tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó. Mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn kem đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái trên điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi.
Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp, trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống, trời, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đập mình hứng đó, qua cảng đó cho chị là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á, chứ không có quát, không có không không chạy không quát, là chắc lúc cũng biết sai tại trời quá rồi mà ghiền lắm, ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Bỏ rồi. Bây giờ bỏ rồi. Sau lúc đó tại luôn. Nhưng mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng chậm đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em hứa. Hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nhắc anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho, rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm đó. Hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia nọ, là cũng làm. Nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, là em thích cái gì để cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ mà bất ngờ là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ nhiều lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản nữa, em nói đi. Để mình đoán nghe, chứ trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em không có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sang đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Dạ, hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần dần là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nó lại lâu không á? 2 ngày. 2 ngày. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Rồi dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo. Ăn hiếp mà. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà
em sợ vợ của bạn á. Ừ, cái đó thế mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. À, dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. La chồng trước mặt người ta, người la. Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Rồi. Dạ, trước mặt thì không la. Thì, có la trước mặt bối không? Có. Có, bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu em hạt đó. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bà bối của ba mà. Của ba, bà bối mà. Rồi sao nữa? Thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí. Bảo anh đi không nó ngồi á. Anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn không, không ăn nữa, dễ, sao dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Dạ. Rồi nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em việc. Thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Giờ chứ chỉ giúp việc tỉ thôi, còn bình thường. Chơi hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ. Chăm sóc con này đó là em hết luôn. Không ý là. Nhưng mà vợ em nấu ăn ngon, nhưng mà ít nấu thôi, nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em là... không muốn thay đổi được. Phải giúp bà một. Dạ. Phải giúp. Em thay đổi, em muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn. Thì chưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mặt hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái bụng hả? Đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm ví dụ là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Thôi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là cái máy giặt hư. Mà dạ, giặt tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu bị ba. Trời đất ơi. Giặt tay á, nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không. Đúng giặt đúng rồi hả? Thể dục. Tập thể dục. Đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Thôi là em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta. Thôi, đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mà thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, yeah. Mà thấy nó dễ thương, những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em đừng nói không dừng được. Đúng không em, vậy? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc rồi. Mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Yeah.